chúng ta thực sự đang sống trong một thời đại hỗn loạn thông tin, ở cái nơi mà đạo đức cũng bị biến thành trend. Đang làm cha mẹ lỡ không hiểu con thì bị gán tội cha mẹ độc hại. Người làm từ thiện công khai trên mạng thì dân mạng chửi rằng người đó chỉ biết PR bản thân. Người phụ nữ ly dị ông chồng vũ phu thì bị xem là single mom rẻ tiền. Một người hiền lành lỡ nổi nóng thì bị gọi là thằng vô học. Sống trong một xã hội, khi một hai giây sau ngoảnh lại nhìn vào quá khứ, ta chỉ thấy tôi là thằng vô đạo đức, thì làm cách nào chúng ta có thể biết mình là người có đạo đức? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Tư duy đạo đức cho bạn trẻ, cách xác định giá trị đạo đức trong xã hội hỗn loạn của tác giả Công Quách, được đăng trên website của Spyroom nhé. Ngoài ra, trước khi bắt đầu, cũng xin lưu ý rằng nội dung của video đều là những kiến thức thuộc về tiến sĩ Dương Ngọc Dũng. Một số sự kiện thực tiễn, bài nghiên cứu là do tác giả tự áp vào các nền tảng lý thuyết mà tiến sĩ Dương Ngọc Dũng đã chia sẻ. Ngoài ra, video chỉ mang tính chất tham khảo và bài học cá nhân, không phải là bài viết vì mục đích kinh doanh hoặc chỉ trích bất kỳ đối tượng nào khác. Còn bây giờ, mời bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé! Thế nào là người có đạo đức? Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm deontology, tức là nghĩa vụ học. Theo triết gia người Đức Immanuel Kant, deontology là những nghĩa vụ đạo đức mà mình cần thực hiện với người khác. Theo Kant, mọi điều tốt đẹp do chúng ta làm ra đều mang giá trị đạo đức tuyệt đối qua không gian và thời gian. Chúng ta được dạy rằng nói dối là hành vi phi đạo đức. Điều này nghĩa là bạn không bao giờ được nói dối khi lựa chọn nghĩa vụ học làm nền tảng đạo đức. Điều này đúng kể cả khi bạn là điệp viên đang sống ở một quốc gia khác, hoặc nếu bạn là bác sĩ, bạn phải nói sự thật về căn bệnh nan y hết thuốc chữa của bệnh nhân, thay vì nói dối để họ lạc quan chiến đấu với căn bệnh nan y đó. Bạn thấy người bạn thân của mình đang trốn tránh xã hội, ăn bám gia đình. Người bạn ấy sẵn sàng tự tử bất cứ khi nào nếu cảm thấy bị tổn thương, nhưng bạn không được nói dối về bản chất của người bạn ấy. Nói đơn giản hơn thì các giá trị chuẩn mực đạo đức là mệnh lệnh tuyệt đối và bạn không thể thỏa hiệp với bất kỳ một giá trị nào khác. Xét về các hoạt động từ thiện, chúng ta đã từng nghe qua câu nói cho đi để nhận lại. Vậy, hành động cho đi để nhận lại có phải là vô đạo đức hay không? Vì bạn đã thực hiện một nghĩa vụ đạo đức là cho đi, vậy tại sao bạn lại thỏa hiệp với một giá trị khác là nhận lại? Nếu vậy, có phải các nghệ sĩ làm từ thiện là những kẻ vô đạo đức hay không? Vì họ đang thực hiện việc cho đi nhằm đánh bóng tên tuổi của mình. Nếu bạn cho rằng chúng ta cho đi để nhận lại niềm vui vì chúng ta đã cho họ giá trị vật chất, không nhận lại giá trị vật chất. Nhưng theo như Kant đã nói, bạn vẫn là thằng vô đạo đức vì bạn cho đi để đạt được niềm vui. Tiếp đó, chúng ta cần hiểu về khái niệm utilitarianism, tức là chủ nghĩa công lập. Theo triết gia người Anh Jeremy Bentham thì một hành động được coi là có đạo đức là một hành động được cho là đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất. Ông phản bác lại lý thuyết của Kant rằng không có cái tốt tự thân, hành vi đạo đức đó được chấp nhận khi được nhiều người chấp nhận. Liệu nguyên tắc của Jeremy Bentham có đúng hay không? Nếu chúng ta cáo buộc cho một đối tượng thiểu số là vô đạo đức khi họ không chịu hy sinh lợi ích cá nhân cho một tập thể. Để dễ hiểu, chúng ta hãy xét ví dụ về vụ án tàu Mionnet. Đây là một vụ án có thật xảy ra ở nước Anh vào cuối thế kỷ 19. Mùa hè năm 1884, con tàu Mionnet chìm sau bão, 4 thủy thủ Anh lênh đênh trên một thuyền cứu sinh nhỏ ở Nam Đại Tây Dương với 2 hộp củ cải muối và không có nước ngọt. 4 thủy thủ hy vọng có tàu đi qua và cứu họ. Sau 8 ngày, họ không có gì để ăn. Bây giờ, cậu bé thử việc Parker nằm ở góc thuyền, kiệt sức và lả dần do uống nước biển. Vào ngày thứ 19, thuyền trưởng Dudley đề nghị Rook thăm xác định xem ai sẽ là người chết để những người khác được sống. Nhưng Rook từ chối và cuộc Rook thăm không được tiến hành. Ngày hôm sau, họ vẫn không nhìn thấy con tàu nào. Dudley bảo Rook quay mặt đi và ra hiệu cho Stephens rằng cần phải hy sinh cậu bé Parker. Trong 4 ngày tiếp theo, 3 người sống nhờ món ăn khủng khiếp và sau đó họ được cứu bởi một con tàu. Khi trở về Anh, họ bị bắt giữ và đưa ra tòa. Brooks trở thành nhân chứng phía nhà nước. Dudley và Stephens bị đưa ra xét xử. Họ thú nhận việc giết, ăn thịt Parker trong tình thế cấp thiết. Bạn có thể thấy, trong 4 người trên con tàu thì đã có 3 người đồng thuận ăn thịt Parker. Thế nhưng, họ lại không có sự cho phép của nạn nhân Parker trong việc tự nguyện để 3 người kia ăn thịt. Vậy, ai là người có đạo đức trong 4 người kia? Hoặc một ví dụ khác về một sự kiện người mẹ chung sống con để cả làng thoát chết trong kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam. Việc này xảy ra vào tháng 10 năm 1969 trong sự kiện Mỹ đưa quân đội đến càn quét quân cách mạng và truy sát dân làng tại thôn Trà Linh thuộc xã Quế Tân, huyện Quế Tiên, tỉnh Quảng Nam. Sau giải phóng mới đổi tên thành Linh Kiều thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức như bây giờ.
200 người dân ở đây rời đi và đi tìm nơi ẩn náu. Trong đó có bà Nam Nghề, dắt theo hai đứa con gái tên Lê Thị Liên, 4 tuổi, và con trai Lê Tân, 3 tháng tuổi. Sau một tuần chịu đói, tối ngày 6 tháng 10, bà Lê Thị Tiền, một thôn nữ trong làng, lén lút bước ra khỏi nơi ẩn náu để tìm đến rẫy khoai lang, tìm kiếm thức ăn cho dân làng. Thật không may, bà Tiền bị quân đội Mỹ phục kích sát hại. Vì cái đói kéo dài, bà Nghê không còn sữa cho đứa con 3 tháng tuổi. Đứa trẻ khóc thét tới mức không có cách nào để dỗ cho đứa trẻ 3 tháng tuổi ấy nín. Trong khi đó, tiếng súng của quân đội Mỹ ngày càng tiến gần đến nơi ẩn náu của 200 dân làng. Vì vậy, bà Nghê cắn rứt lương tâm, kìm nén sự đau khổ và quyết định chôn sống đứa trẻ 3 tháng tuổi ấy để bảo toàn mạng sống cho những người còn lại. Cho đến hiện tại, bà Nghê vẫn còn ám ảnh và điên dại vì mất con. Nếu xét theo luận điểm của Jeremy Bentham, thì bà Nghê là người vô đạo đức vì dân làng không lên tiếng yêu cầu bà Nghê phải làm việc này. Và bà đang dùng cái tốt tự thân để cứu lấy mạng sống cho những người còn lại. Đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Phần vừa rồi chúng ta mới chỉ xét đạo đức thuần túy là về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng, khi xét đối tượng là con người thì rõ ràng không thể phủi hết mọi cảm xúc đi được. Theo nhà tâm lý học Jonathan Haidt thì ý thức về đạo đức không bắt nguồn từ bộ não lý trí mà đã bắt nguồn từ cảm xúc của con người. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã có trực giác xác định một việc làm nào đó có thể đúng hoặc sai. Nếu để ý những đứa trẻ, chúng ta có thể thấy chúng có ý thức về sự công bằng từ rất sớm. Khi bạn chia không đều một cái bánh cho hai đứa trẻ, chúng sẽ lên tiếng đòi hỏi chúng ta chia bánh sao cho đều nhất. Mình có thể lấy ngay ví dụ từ bản thân như sau. Khi mẹ chia cho mình 2/3 cái bánh, còn em gái mình chỉ nhận được 1/3 cái bánh, nó mè nheo với mẹ mình rằng: "Ơ, sao kỳ vậy mẹ? Tại sao anh hai có nhiều bánh hơn con?" "Thì anh hai mày lớn, sức ăn nhiều hơn nên anh hai phải được chia phần hơn," mẹ giải thích. Em gái mình trả lời: "Con không chịu đâu, mẹ phải chia đều cho con chứ. Mẹ không thấy anh hai to như con lợn à? Anh hai phải ăn ít chứ." Nếu nghĩ theo luận điệu như vậy thì chúng ta cảm thấy có một điều đúng đắn rằng ngay khi còn nhỏ, khi không được đào tạo qua trường lớp, chúng ta đã ý thức về đạo đức. Đại khái ở đây là sự công bằng. Hay có thể nói, ý niệm công bằng là ý niệm hàng đầu về lĩnh vực đạo đức. Ta có thể dẫn ra đây ví dụ về thực nghiệm chứng minh về ý niệm công bằng là bẩm sinh trên loài khỉ Capuchin. Hai con khỉ Capuchin sống cùng nhau được đưa đến hai chiếc lồng cạnh nhau. Chúng được huấn luyện lấy viên sỏi để đổi lấy thức ăn, dưa và nho. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chúng sẽ vui vẻ trao hết hòn đá này đến hòn đá khác khi chúng được thưởng cho mỗi lần trao đổi là một lát dưa chuột. Nhưng khỉ Capuchin thích nho hơn lát dưa chuột. Nếu người trao thức ăn trả cho một trong hai con khỉ bằng nho, thì con khỉ ở chuồng còn lại sẽ trở nên kích động, mặc dù trước đây nó rất vui khi trao đổi sỏi để lấy dưa chuột. Con khỉ kích động ném đá vào người trao thức ăn và từ chối nhận thanh toán bằng những lát dưa chuột. Điều từng được con khỉ kích động chấp nhận trước đó, giờ nhanh chóng trở thành điều không thể chấp nhận được, khi rõ ràng con khỉ bên cạnh đang nhận được phần thưởng tốt hơn là nho cho cùng một nỗ lực. Ý thức đạo đức về sự công bằng là cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta tồn tại và phát triển. Bởi vì một nhóm có sự công bằng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cao hơn so với nhóm không có sự công bằng. Nếu một cá nhân không có sự công bằng trong nhóm đó, thì ngay lập tức nhóm đó mất đi sự đoàn kết. Cá nhân này sẽ phản đối, bỏ đi và tìm nhóm khác. Vậy là nhóm này trở nên suy yếu về lợi thế cạnh tranh so với nhóm khác. Tiếp theo, chúng ta cùng xét đến sự công bằng trong tôn giáo. Trong lịch sử, loài người chúng ta đã tạo ra các công cụ như lễ nghi, luật pháp, tôn giáo, v.v. nhằm tạo ra sự công bằng. Trong mọi tôn giáo, từ Phật giáo tới Thiên Chúa giáo, thì họ đều công nhận sự công bằng. Trong thời kỳ còn hiện sinh, Đức Phật phủ nhận chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ. Cho nên vào thời kỳ này, có rất nhiều người đi theo Đức Phật vì chế độ bất bình đẳng ở Ấn Độ. Còn theo Giê-xu thì chúng ta đều là con của Chúa, cho nên khi sinh ra, chúng ta đều bình đẳng. Do đó, trong hơn 2.000 năm nay, nhờ vào tôn giáo mà chúng ta đã tạo ra sự công bình vốn bấp bênh trong xã hội vì nhiều lý do khác nhau. Tranh luận về sự công bằng giữa người giàu và người nghèo trong xã hội Mỹ. Mỹ là một trong những quốc gia có sự phân cấp giàu nghèo khá lớn trên thế giới. Do đó, những tranh luận về công bằng giữa người giàu và người nghèo trong xã hội Mỹ cũng là chủ đề rất được quan tâm. Về vấn đề này, hai đảng trong chính phủ Mỹ có những quan điểm gần như trái ngược nhau. Cụ thể, theo đảng Dân Chủ, chúng ta phải san sẻ để bảo vệ người nghèo, bảo vệ các nhóm thiểu số, những người bị khinh thường áp bức, người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Còn theo đảng Cộng Hòa, nếu đúng theo nguyên tắc của nước Mỹ, chúng ta sinh ra là kẻ thông minh, siêng năng, làm ra bao nhiêu thì quyền hưởng thụ bấy nhiêu và không chia sẻ cho bất cứ ai. Chúng ta đã làm tròn nghĩa vụ đóng thuế. Còn những người yếu kém thì sao? Họ là những người lười biếng,
tại sao chúng ta phải nuôi họ? Đảng Cộng Hòa cũng đã đưa ra nhiều chỉ trích về chương trình Obamacare. Theo ông Obama, mọi người dân đều có quyền tiếp cận với mọi dịch vụ y tế. Đảng Cộng Hòa chỉ trích ông Obama ép buộc họ phải đóng tiền để cứu những người nghèo. Đảng Cộng Hòa có lý do chính đáng. Họ tập trung quyền lực ở các tiểu bang, không phải ở liên bang. Cho nên, người theo đảng Dân Chủ có quyền làm ra bao nhiêu, thụ hưởng bấy nhiêu và không chia sẻ tiền bạc nhằm hỗ trợ dịch vụ y tế cho bất cứ người dân nghèo nào ở tiểu bang khác. Trong khi đó, phe Dân Chủ cho rằng chúng ta sinh ra đều bình đẳng. Sinh ra đời phải có trách nhiệm với những người yếu thế thiệt thòi hơn, vì đôi khi người yếu thế hơn không thể quyết định số phận nghèo khổ của mình. Không ai bẩm sinh ra là người xinh đẹp, thông minh, thiên tài hay đẻ ra ở ngay vạch đích. Ngoài ra, cũng theo bài giảng về chủ nghĩa khắc kỷ của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng thì hạnh phúc của chúng ta do 50% gen từ bố mẹ quyết định. Có người sinh ra đã thông minh tài năng, sức khỏe vượt trội, có ý chí chiến đấu kiên cường. Nhưng cũng có người sinh ra đã mắc một hội chứng hiếm gặp nào đó, làm họ khó học tập, tư duy. Có người ý chí yếu đuối bạc nhược, bi quan, thể chất yếu kém, nhạy cảm. Ngoài ra, con người khi sinh ra còn chịu tác động bởi 10% tới 15% yếu tố hoàn cảnh. Nếu bạn sinh ra ngay vùng chiến sự tại Ukraine thì sao? Nếu bạn sinh ra tại một quốc gia nghèo đói, một bộ lạc lạc hậu nào đó? Hoặc nếu bạn sinh ra là con của Elon Musk thì sao? Làm sao con người quyết định được yếu tố đó? Còn 35-40% còn lại là do ý chí vượt khó của bản thân để thoát ra khỏi số phận đã sắp đặt từ hai yếu tố trên. Quay lại vấn đề liệu chúng ta có nên theo nguyên tắc của đảng Cộng Hòa để trách những kẻ yếu thế và ngừng giúp đỡ họ hay không? Một điều mâu thuẫn nữa, giả sử chúng ta dùng yếu tố 50% di truyền cộng 10-15% do hoàn cảnh để bao biện về hành vi sai trái của mình, vậy thì một kẻ sát nhân hàng loạt sẽ là một kẻ cần được bảo vệ, theo như nguyên tắc của đảng Dân Chủ. Có thể lập luận rằng, tôi bẩm sinh là người tâm thần, cha mẹ tôi ngược đãi tôi và tôi không được ăn học, cho nên tôi không có tội khi tôi có sở thích giết người hàng loạt. Biến cố bất ngờ khiến cảm xúc vượt qua tâm trí, dẫn đến sự mâu thuẫn trong nguyên tắc đạo đức của bạn. Quay trở lại với Jonathan Haidt thì ông muốn chứng minh cho chúng ta một điều về lý trí và cảm xúc trong các nguyên tắc đạo đức qua ví dụ như sau. Khi xét việc một quản tượng và một con voi thì dường như quản tượng ngồi trên đầu và nắm giữ dây cương là người làm chủ. Nhưng sự kiểm soát của quản tượng đối với voi dường như là khá bấp bênh do chênh lệch kích thước quá lớn. Và nếu con voi và quản tượng bất đồng ý kiến về việc đi đâu thì thường quản tượng sẽ là người thua cuộc. Trong thực tế, bạn được dạy rất kỹ càng về đạo đức từ trong nhà trường cho đến những địa điểm tôn giáo. Bạn có tâm trí sáng suốt, biết suy nghĩ thế nào là đúng sai và biết kiềm chế bản thân. Nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra luôn khiến hành vi của bạn mâu thuẫn với nền tảng đạo đức mà bạn có. Đối với bản thân mình thường chuẩn bị một tâm thế bao dung với ai đó khi họ có hành động công kích cá nhân chỉ vì quan điểm trái chiều. Nhưng thực tế đã cho thấy cảm xúc của mình chuyển sang cơn nóng giận và phản ứng gay gắt ngay lập tức vì sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Tóm lại, theo ông Jonathan Haidt, cảm xúc luôn luôn đi trước lý trí. Cảm xúc quyết định cuộc sống của chúng ta, chứ không phải như Kant đã dạy rằng chúng ta phải sống theo lý trí và tuân theo nghĩa vụ đạo đức. Năm nền tảng của đạo đức được đúc kết bởi tiến sĩ Dương Ngọc Dũng. Cuối cùng, để kết thúc, xin được đưa ra năm nền tảng đạo đức được đúc kết bởi tiến sĩ Dương Ngọc Dũng. Theo quan điểm của tiến sĩ, thì phương pháp của Jonathan Haidt rất phù hợp với những bạn có khả năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực chưa tốt. Ví dụ như những người bị tác động nhiều bởi các nội tiết tố như dopamine, oxytocin, serotonin, testosterone và estrogen. Ngoài ra, theo quan điểm của ông, chúng ta cần phải dùng cảm xúc và lý trí của mình khi áp dụng tư duy đạo đức vào thực tế. Có 5 nền tảng của đạo đức để bạn suy ngẫm. Tuy nhiên, đây không phải là chân lý. 5 nền tảng chỉ là kim chỉ nam để bạn đưa ra quyết định trong thực tế mà thôi. Và đó là nền tảng chăm sóc, làm hại. Ví dụ là người có đạo đức phải biết quan tâm chăm sóc con cái. Nhưng nếu con cái của bạn quá phụ thuộc vào bạn khi đã đủ tuổi trưởng thành, bạn có quyền đẩy con ra ngoài xã hội để tự lập thay vì bao bọc con cả đời. Sự công bằng, gian lận. Ví dụ nếu bạn là bác sĩ, bạn có quyền nói hết sự thật về căn bệnh ung thư cho bệnh nhân, hoặc bạn có thể chọn nói dối về căn bệnh ấy cho bệnh nhân để họ có thêm động lực vượt qua ung thư. Đề cao sự trung thành, phản bội. Ví dụ, bạn chung thủy với người chồng của mình, nhưng giả sử nếu người ấy làm tổn thương, bạo hành bạn, ngoại tình, thì bạn có quyền phản bội lại sự chung thủy ấy bằng cách ly hôn. Quyền uy, lật đổ. Tôn trọng quyền uy, pháp luật, nội quy để xã hội vận hành ổn định. Nếu bạn là người vi phạm quyền uy, thì bạn có quyền lên tiếng để bảo vệ lợi ích của mình trong khuôn khổ lịch sử văn minh. Ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng quyền uy khác với quyền lực. Thiêng liêng, sa đọa.
Ví dụ bạn là công an thuộc Cục Phòng chống tội phạm về ma túy. Thế nhưng, bạn cũng có thể sẽ phải lựa chọn trở thành một người nghiện ma túy để thâm nhập và điều tra một tổ chức ma túy nào đó. Và đó là những thông tin được tác giả Công Quách đưa ra xung quanh chủ đề về đạo đức trong xã hội và những thuyết liên quan đến lý trí hoặc cảm xúc. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về việc này? Hãy chia sẻ ý kiến trong phần bình luận nhé! Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Spyroom và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo. Bye!